là mình muốn nhập và muốn để rời được. Okay. Nhưng khi mình muốn upsell có nghĩa là mình dậm thì số 3 phải dậm, là phải nhập chứ không thể nào mà 1, 2, 3 như vậy. Vậy là 6 nè. Thấy không? Cái upsell là phải nhập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Thì nhớ cái 3 mà mình sử dụng nhậm á, thì cái tay đang bên này nè, mình để vô dạ. Thì dọc cái đang bên đầu gối nè, mình để cái thế công thì mình đi thẳng tới luôn mình trường lên 4, 5, 6 nè, 1, 2, 3 nhúng xuống, bước lên vừa bước vừa đứng thẳng 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Mình phải kéo luôn vậy, thấy không? Thì khi bắt đầu mình bước tới, mình dịp ngang lại chứ không có đưa ra luôn rồi này. Nè, đưa ra. Ok, từ đây đưa ra, 4 là đưa ra, nhiều bước tới nhiều ra, 4 nè. Thấy không? Tại vì cái này vô tới đây là 3, nhiều bước thì đẩy ra là 4. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hôm qua là như là 1, 2, 3, rồi chặt hãng như 6 nè. Nhớ cái, nếu mình muốn cái 3 mà dậm là bắt buộc 3 mà dậm. Còn bình thường á, mình không có dậm thì 3 bước tới được. À, chứ đừng có bước tới mà dậm. À, dậm tại chỗ. Họ sẽ có quyền dậm hoặc là không, tùy mình chọn. Dạ. Yeah. Thì mình dậm lại chỗ hai chân mình. Khi mình muốn dậm thì mình phải khép hai chân lại. Ồ. Thì hôm qua đi sai hết rồi. Đã rồi, vô. 1, 2. Khi đến, khi mà số 1 mình cắt xong kịp thì mới đi số 2. Ồ, ồ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Kéo xi nửa vòng tròn 1, 2, 3. Thấy không? Khác là nhà vậy đó. 4, 5, 6 block nè. Kéo xi từ đây qua đây 1, 2, 3, 4, 5 block 5 mà nó đang thấp dưới đây nè. Khi mình đứng thẳng lên mình đem theo nữa luôn. Một, hai, mình giảm đến mình xây nữ. 4, 5, 6, thế.
giống như này nè. Ok, khi mình đem qua bên đây mình dở lên, nhớ là cái tay của mình phải cong lên. Còn thứ hai bà cũng cong, người nữ dừng để nguyên vậy nè. Thấy không, mình kéo tới đây nè, mình kéo vô, 1, 2, 3, thấy chưa, 4, 5, 6. Anh bị sát vô quá vậy nè, những cái gần, những cái lót vô trong 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 đây gì là kẹt nè, làm sao đây vậy, để cho nó thoáng cái phần này. 1, 2, 3 thì người đàn ông họ sẽ phải nghiêng theo, đúng không? 4, 5 ờ sát cho người dài nhưng mà sát cho người 1, 2, 3 phải chờ cái người xuống, tức là phải đi được dài mới đẹp. Thứ nhất là mấy người chân dài kia đó, dài là 4, 5, 6 thấy chưa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,
5, 6. Đó chưa? 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Lôi xin bước này nè. Lôi một bước. Lôi hẳn kéo lên, sập lật ngược lại. Ok, không làm hạ xuống vậy, kéo xuống. Đi. Đến khi nào chấm dứt thì tự động bước tới. Dạ chưa? Mà là ông chơi đứng chân nó đạp vô thì là đi đứng một chỗ vậy thôi. Người đàn ông đứng chỗ bước này dưới nè. Thì đang đi bình thường. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ờ, Nam không có làm gì hết đâu.